đại lễ phả độ gia tiên giải nghiệp của hội đồng gia tộc Nguyễn Hưu và các dòng họ của các thầy Trường Chí Huệ. Kính lễ hội đồng ban công đồng Chí Huệ, con xin tạ ơn Trường Chí Huệ, con xin tạ ơn ân sư Đỗ Huy Tùng đã ra hộ pháp đàn được thành công viên mãn. Kính lễ hội đồng gia tộc Nguyễn Hưu tại đình bảng Từ Sơn Bắc Linh, cùng gia tiên các đồng họ của các thầy Trường Chí Huệ đã gửi lễ về pháp đàn giải nghiệp hạ độ hội đồng gia tộc Nguyễn Hưu và gia tiên dòng họ của các thầy trong Trường Chí Huệ có tên sau đây: họ Nguyễn Hưu, họ Đỗ Huy, họ Lê, họ Nguyên, họ Thân, họ Đinh, họ Hà, họ Trần, họ Dương Văn, họ Lê, họ Vũ, họ Dương, họ Trần, họ Vương, họ Phạm Quốc, họ Hoàng Văn, họ Cao, họ Ngô, họ Võ Tô, họ Lý, họ Đô, họ Vũ, họ Bùi đã đi cùng con cháu và gửi lễ đến pháp đàn được bắt đầu tiến hành từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 10 năm Tân Sửu niên 2021 âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 Tân Sửu niên 2021, con là Nguyễn Hữu Sủng, con cháu của gia tộc dòng họ Nguyễn Hữu, con xin tạ ơn các cụ gia tiên nhờ sự dẫn dắt của độ trì dẫn đường chỉ lối của hội đồng gia tiên để dẫn dắt con cháu đi học trí huệ, biết được giá trị to lớn của việc giải nghiệp và hóa độ gia tiên. Con người có tổ có tông như cây có cội có sông có nguồn. Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Hưu nhận thấy giá trị lợi ích lễ phả độ gia tiên giải nghiệp là vô cùng quan trọng và vô cùng vi diệu, làm cho chân linh hương linh âm siêu dương thới. Như vậy sẽ giải nghiệp được cho dòng họ, giảm được nhiều vận hạn xui xẻo, và những người đến chợ đàn cũng là phúc đức vô cùng, công đức lượng và nghiệp là nguyên nhân của mỗi người có số phận khác nhau trong đời. Người nhiều đức, nhiều phúc, khác có phần, ắt sẽ có một số phận đầy đủ, ấm no, thịnh vượng, bình an và hạnh phúc. Ngược lại, người lăng nghiệp thì số phận thường lúng cúng, đầy trắc trở, khó khăn, cuộc đời đầy bất hạnh,
ấy là do nghiệp nên phải trả. Tâm con tốt mà số con khổ là bởi vì con đang trả những nghiệp xưa từ vô lượng kiếp đã gieo. Thay vì oán trách, chúng con sám hối, làm lễ giải nghiệp, phả độ gia tiên và tạo phước mỗi ngày. Trả nghiệp xong, trời quang mây tạnh. Người có nghiệp trong quá khứ và hiện tại là chính mình hay bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo, công việc lăn lăn chắc trở, cuộc sống hay gặp vận hạn, vận kết trùng trùng, tai ương xui xẻo và nghèo khó. Những may mắn, giàu nghèo là đều do nghiệp. Muốn giải nghiệp thì chúng ta phải lập đàn lễ phả độ gia tiên giải nghiệp và tụng kinh đem ánh sáng trí huệ đến chân linh, hương linh và các cụ gia tiên để nâng cấp các chân linh lên tầm cao và để chính mình và mỗi người con cháu trong dòng họ có cơ hội được hóa giải với nghiệp dữ của mình từ vô lượng kiếp. Tại sao phải tụng kinh? Trên cõi hồng trần đại kiếp đã đến, chỉ có chỉ kinh niệm Phật mới có thể giải nghiệp, nhắm nhẹ tai nạn kiếp nạn, có thể cứu mình độ người. Liều thuốc miễn dịch tốt nhất hiện tại là thật thà tụng kinh niệm Phật, buông xả vạn duyên, tu tâm từ bi theo con đường nhân đạo, mực thước tăng trưởng công đức phước đức, lấy tốt xấu làm thước đo. Lợi ích của việc tụng kinh là đem ánh sáng trí huệ đến chân linh, hương linh, các cụ thường ẩn bảo con cháu trên trần thế, âm thanh thì dương vượng, cứu huyền thất tổ thường được thính pháp, nghe kinh hương linh của các cụ càng ngày sáng lên, nâng cấp tầm tâm linh nên giải được nghiệp cho dòng họ. Căn linh của các cụ ẩn vào mỗi người con cháu được sáng lên khi dòng họ sáng lên. Có nhiều gia chung bị nặng nghiệp nên âm suy thì dương bại. Vì các cụ tổ mất từ lâu lắm do đau yếu bệnh tật hoặc do các cụ thất lạc mất mộ, có cụ đương trong địa ngục, vì thế không có tên trong tài khoá nên chưa siêu thoát được. Họ sẽ sống một cuộc đời tâm linh nghèo khó. Như thế các cụ gia tiên bị lợ nghiệp, lợ âm, con cháu của họ là những người đương còn sống thường bị mất vận số, bị một cuộc đời lùng cùng về tiền tài, về tình hoặc ốm đau, bệnh tật, tù tội, và con cháu trên trần không hiểu sao vận khí của mình lại kém đi như vậy. Việc lỡ âm, lỡ nghiệp của các cụ gia tiên sẽ vận vào mỗi một cá thể, mỗi người con cháu trong dòng họ. Cho nên trong dòng họ có nhiều người bị ốm đau, bệnh tật, bị vận hạn, nghèo khó,
là do có nhiều oán linh và các cụ gia tiên âm đức kém thì con cháu càng thiếu hiểu biết, thiếu tâm thành thì nghiệp chướng càng nặng nề, giải nghiệp sẽ giảm được nhiều vận hạn xui xào, lương tầm căn cơ của dòng họ để con cháu trở nên có tố chất cao, thông minh, sáng đẹp, sáng suốt, tài giỏi, chiêu cảm được những căn linh tốt đẹp đến đầu thai vào dòng họ, sản sinh ra lớp con cháu về sau đều là những người có tố chất cao sang, sáng đẹp, và từ đó cháu trở lên bình an và thịnh vượng. Thế gian đầy chất bảo, chất đến tận trời cao, vẫn không bằng thấy là giàu sang sánh được là. Lập đàn lễ phả độ gia tiên, giải nghiệp cho chân linh, các cụ tạo ra quả phúc và công đức hồi hướng cho hội đồng gia tiên. Nhờ vậy có phước báo, nghiệp chướng được tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang thịnh vượng, giàu giang và hạnh phúc. Kính lễ hội đồng gia tộc họ Nguyễn Hưu, chúng con nhận thấy phả độ gia tiên giải nghiệp là lợi ích to lớn, vi diệu, vì thể không nghĩ bàn cho mọi người. Con cháu trong dòng họ được tổ chức trong 5 ngày từ 1 tháng 10 năm Tân Sửu 2021 đến ngày 5 tháng 10 năm Tân Sửu 2021. Chúng con làm lễ tạ đàn hội đồng gia tộc Nguyễn Hữu, nhờ ơn bề trên và gia tiên phù hộ để được làm việc trọng đại này. Chúng con nguyện xin hồi hướng công đức lễ cha mẹ, thần tiên, Phật thánh, mẫu hôm nay để nguyện cầu hồi hướng công đức chỉ kinh này và phước báu từ vô lượng kiếp cho cửu huyền thất tổ, kim sinh, đa sinh, sư tăng, phụ mẫu nhiều đời, nhiều kiếp được siêu sinh tịnh độ. Và chúng con xin hồi hướng cho tất cả các vị oan gia trái chủ trong thân ngoài, trong thân ngoài thân của chúng con, cho cửu huyền thất tổ bảy đời chín kiếp nội ngoại và những người bị bệnh trong 537 họ nhà chúng con đầy đủ công đức phước báu, siêu sinh về cõi an lành và hồi hướng cho chúng con bình an, khỏe mạnh, khai thông trí huệ để đón nhận năng lượng tích cực từ bi trí huệ, kim khiêm cung nhẫn nhục, sức khỏe có khả năng chuyển hóa tích cực trước trực khí trên toàn cơ thể và tinh tấn tu đại trên con đường phân nhân đạo, tăng trưởng công đức phước đức khắp nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Dòng họ Nguyễn Hữu Việt Nam, kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.